Xin kính chào tất cả các bác yêu lan rừng. Hôm nay rảnh rảnh chút tôi lại có thời gian chia sẻ những cái hình ảnh về cây lan rừng ở trong vườn nhà tôi, chia sẻ với các bác để cho các bác tham khảo, hoặc là cũng qua đó thì tôi cũng lưu lại để truyền cho hậu thế. Đa số là phi điệp nha các bác nhé. Đây vườn nhà tôi đa số là phi điệp và nó căn bản nó đang hoa và nụ nó rất nhiều. Đó, đây nụ gần như là 70-80% là nụ và hoa. Thì hoa khá nhiều nên tôi cho các bác xem một số mặt hoa đang nở trong vườn nhà tôi. Thì thực ra tôi cũng bán nhưng mà chưa kịp bán hết tất cả, tại vì giá trị của mỗi cây, mỗi loại, tại vì tôi phân loại ra mà nó khác nhau cho nên là không thể bán đồng thời một lúc được. Nên bác nào mà không đặt được thì mong các bác thông cảm nhé. Do tôi trồng trên ở tầng thượng cho nên là cái khả năng chịu nắng của nó thường xuyên xảy ra cho nên là nhìn cái cánh nó không được mượt mà cho lắm các bác. Cả cánh, cả thậm chí cả lá, cả cánh cả lá đây, tức là nó bị tình trạng xoắn vào như vậy này. Do trời Hà Nội dạo này khá là nắng nóng, từ cái đợt nóng gần đây nhất này, đợt nắng nóng kia khoảng 39 trên 39 40 mấy độ, đợt nắng nóng khoảng cuối giữa và cuối tháng 5, nóng nóng đấy thật là khủng khiếp. Và cái thời điểm đấy thì tôi cũng chưa kịp trở tay để mà bảo vệ cho những cái cây lan này, cho nên là một số nó bị hiện tượng chống lại nắng, nó ảnh hưởng đến lá và hoa. Các bác có thể nhìn thấy đây, lá nó bị hiện tượng nó săn lại như vậy này. Nó không phải héo như các bác nhé, không phải héo mà nó săn lại, nó dạng như kiểu dùng mình co lại để mà chống chọi với cái nắng nóng. Đây chỉ là một số thôi, không hẳn hoàn toàn, tại vì cái thời điểm đó thì cái vườn nhà tôi chưa hoàn thiện, tức là cái sự chống nắng chưa có. Nên chia sẻ cùng với các bác để các bác nào mà ở Hà Nội cũng có cái thời tiết tương tự thì các bác hãy mau chống nắng, chống nóng cho cái vườn lan nhà mình, nhất là trong cái mùa hè năm nay, năm 2019. Hôm nay là mùng 4 tháng 6 này. Đấy, cho các bác xem đồng hồ, lịch ở đồng hồ luôn này. Các bác lại không tin. Ngoại thường ngó qua thấy có cái bông, có mũi tây. Là cái mũi trắng khá là đẹp. Đây cái mũi là cái phần ở giữa này. Đấy. Tay bẩn quá lúc nãy do bôi keo lên sẹo cho nên là nó dính vào, mong các bác thông cảm nhé. Đây các bác có thể thấy là phần ngón cái tôi chỉ này. Đấy, đấy hai cái chấm tròn tròn đậm đậm đấy là mũi. Bông này cũng thuộc dạng hơi xước xước. Cánh thì khá là nhạt. À đây rồi các bạn ạ. Đây chính là cái bông mũi tây tôi muốn nói với các bác đây. Mũi tây hay gọi là cái mũi nó thuộc dạng trắng như vậy. Lấy nét khá là khó, tôi nhấc cái giò này xuống để nó đỡ lủng lẳng, để cái hình cho các bác dễ rõ hơn. Đây rồi. Đấy. Các bác cứ năm cánh trắng thì tôi chỉ chơi mũi trắng cũng được. Sao mà không phải chơi mà số đỏ thì có thế thôi, chứ không hẳn hoàn toàn là cầu toàn thế này thế kia đâu. Tôi thì kinh doanh cho nên là có sao thì sử dụng như thế, không quan trọng lắm. Có thì tốt, không có thì biết làm sao được, tại vì điều kiện mình không có. Đây các bác nhìn thấy đấy,
cánh hoa nó do chống chọi với thời tiết nắng nóng vài hôm vừa rồi ở Hà Nội cho nên là nó hơi bị dạng như kiểu xoắn vỏ đỗ. Đấy. Cho nên cánh nó không được mượt mà cho lắm. Nếu như những cái cây này mà được nhân giống ở nhà các bác nào mà có cái thời tiết nó không nắng nóng hoặc là vườn các bác nó nhiệt độ nó ủng hộ thì nhiệt độ môi trường mà không riêng gì nhiệt độ nhé, cả môi trường nữa ủng hộ thì chắc chắn những cái cây phi điệp này nó sẽ tỏa sáng rất là tuyệt vời. Đấy, nhất là những cái bông hoa này nó sẽ thẳng và bay rất là đẹp luôn. Do cái cây này để xem này, do cái cọng này nó chỉ có đến đây nha các bác nhé, đây này cái gốc nó chỉ có đến đây thôi, cho nên là tôi cứ để như vậy để năm tới này gươm kỳ rồi sẽ nhân giống cho các bác đây, tại vì nó đang mọc mầm ra gần chỗ này này. Đó, chứ còn bây giờ tôi bán cho các bác cái thể loại này thì nó hơi vô lý, tại vì tôi biết nhiều bác mới tập chơi cho nên sẽ không biết làm như thế nào khi mang về và sau khi hoa kết thúc thì tôi để đấy để nhân giống đã, sang năm sẽ chia sẻ với các bác sau. Đây bông nữa, nhưng mà bông này lại không phải là mũi. Nhìn cánh nó khá bầu, cánh bầu là những cái cánh đây, cánh này gọi là cánh đài các bạn, cánh đài bầu nhé. Còn hai cái cánh trắng này bên này thì lại gọi là cánh vai thì bao giờ cũng bầu rồi, gần như là như vậy, bông nào như vậy, nhưng mà cánh đài bầu nó là hơi hiếm. Thì một bông hoa được coi là cánh bầu thì phải là cánh đài bầu, tức là cánh này và cánh này này, ba cánh bên ngoài ấy. Cánh này thì thuộc dạng hơi bầu đấy. Một bầu đấy, tức là nó gần gần giống như là bông hoa của cây trầm. Ui dồi ôi, cây này nó mới chống chọi khủng khiếp này, xoắn tít thò không? Và cái bông này nó cũng sắp tàn rồi. Và đặc điểm khá đặc biệt của một số cái loại cây phi điệp ở vườn nhà tôi đó là cái bông hoa nó rất là to. Hiện tại thì trên vườn tôi không có, tại vì có mấy cái cây bông to tôi mang xuống bên dưới rồi để trưng bày rồi. Để bác nào muốn xem thì có thể đến số 39 ngõ 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để xem. Nhưng mà trong khoảng một vài ngày nữa thôi, không nhanh thì có lẽ là có khách lấy mất thì tôi cũng không chịu trách nhiệm, và mùa hoa nó hết tôi cũng không chịu trách nhiệm. Các bạn có thể đến chơi giao lưu, không cần nhất thiết phải mua hàng đâu. Đây. Mấy cái cây này do tôi trồng từ cái thời điểm nó bị nắng, đợt nắng nóng nhất vừa rồi, có lẽ một số bác cũng đã biết rồi. Trong đây phong cảnh rất là đẹp, với vào hơi khó. Toàn hoa phi điệp nha các bác nhé. Sở dĩ vì sao tôi trồng hoa phi điệp tại vì là mắt này đẹp lắm. Tại vì là nó là thuộc cái dạng giá trị nhất, tức là đắt tiền nhất, thì tôi phải lưu giống lại và nhân giống nó lên. Chứ thực ra nếu mà nhân giống tất cả các loại hoa lan thì tôi cũng rất là thích nhân giống tất cả các loại khác nữa, chẳng qua là do điều kiện hạn hẹp. Điều kiện hạn hẹp có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là cái vườn của tôi nhỏ thôi. Đấy, chứ phải là nói về tiền nong hay cái gì thì cả. Thì do nhà tôi buôn bán cái loại này nên những cái thân già tôi hay giữ lại để tôi nhân giống. Tại vì thân già mà bán cho các bác thì như lúc nãy tôi nói thì một số bác mới tập chơi cũng chẳng biết làm cái gì với thân già đấy. Hoặc là các bác cũng không muốn làm gì với những cái thân già đấy, cho nên là tôi phải lưu lại những cái thân già và bán lại cho các bác những cái thân tơ để các bác chăm sóc cho nó dễ. Thì sau một thời gian thì cái thân già nó cũng mọc mầm rồi mọc kê rồi ra hoa rồi các kiểu, thì nó cũng được thành như này. Thì thực ra thì tôi vừa chuyển đến đây cho nên là
cái độ phát triển của nó chưa 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 gọi là xanh, chưa gọi là xanh cho lắm. Một số cây thôi cũng vừa nhấc lên vườn xong, tức là mỗi lô hàng về tôi sẽ tách ra những cái gì nó đẹp, nó thẩm mỹ tôi sẽ để lại cho các bác, còn những cái gì xấu tôi sẽ lưu lại để tại vườn. Và đối với góc độ sinh học mà nói thì cái cây thì nó chỉ xấu trong một mùa thôi, hoặc là một thời gian thôi, cho nên là khi nào nó đẹp thì tôi sẽ bán lại cho các bác, hoặc khi nào nó có giá trị hơn thì tôi sẽ để lại cho các bác. Tóm lại là như vậy. Đây, nhiều nụ cũng nhìn rất là đẹp, không biết là nở hoa như thế nào. Rồi, có lẽ là video clip của tôi đến đây là xin tạm dừng tại đây thôi. Để những hình ảnh về lan rừng tôi tiếp tục sẽ sưu tầm và chia sẻ với các bác, đặc biệt là những cái bác mới tập trồng lan, tập chơi lan, thì hy vọng là sẽ giúp ích cho các bác rất là nhiều. Tìm mãi cả vườn có mỗi bông mũi trắng, chả có bông nào gọi là xuất sắc và đặc biệt mấy. Chào các bác nhé, cảm ơn mọi người đã xem video clip của tôi.